Long chào mừng quý bạn đến với chương trình Đài Tiếng Nói Gen V. Quý vị ơi, chương trình Đài Tiếng Nói Gen V do V Network tài trợ, tài trợ cũng như là thực hiện nha quý vị nha. Và đến với chương trình này chúng ta sẽ gặp gỡ hai khách mời. Hai khách mời là những nghệ sĩ rất rất là nổi tiếng luôn. Và chương trình mà duy trì được tới ngày hôm nay là sự ủng hộ của mọi người rất rất là nhiều. Mọi người ơi, mọi người nhớ chương trình Đài Tiếng Nói Gen V được phát sóng lúc 19 giờ trên kênh của Lê Dương Bảo Lâm, cũng như là YouTube của Lê Vũ Lâm, cũng như là những kênh của V Network như vậy nha. Tại sao lại là Đài Tiếng Nói Gen V? Đài Tiếng Nói Gen V có nghĩa là những thế hệ trong thời Covid và đang đồng lòng chống lại Covid để cho một cuộc sống ấm áp hơn, một cuộc sống bình thường hơn và một cuộc sống là tốt đẹp hơn như vậy nha. Và ngày hôm nay đến hẹn lên chúng ta gặp gỡ, và không biết ngày hôm nay khách mời là ai? Lâm đố mọi người, khách mời ngày hôm nay là ai? Xin mời kỹ thuật hãy hiện bóng đen lên để xem khách mời chúng ta là ai. 3, 2, 1, ai quý vị ơi? Ai mà chỉ tay lên đầu vậy? Trời đất ơi, đón người bên trái giùm Lâm nha, đón người bên trái giùm Lâm. Ai ai đang chỉ tay lên đầu? Cái thế là ai hay là mọi người ơi? Lâm kêu tên mình là hát nha. Ok, ai quý vị ơi, comment với Lâm. Lâm gợi ý cho mọi người nha, đây là hai nam thần của làng điện ảnh, làng phim truyền hình như vậy nha. Tuổi thơ chúng ta chắc chắn ai cũng phải coi và chắc chắn ai cũng thầm thương trộm nhớ một trong hai người này. Ai quý vị? Ai? Và hai nhân vật này gọi là xuất hiện trong rất là nhiều phim, rất là hot. Ví dụ như hát nha. Từ lâu anh chỉ xem chúng ta như hơn. Đó, hao hao. Ai đúng vậy ơi? Một người xuất hiện trong phim Trần Trung Kỳ Án à. Ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa. Thôi, nhiều lắm như vậy nha. Đón giùm cho em ai à. Để em đọc comment cho ai. À, Vũ Linh Ngọc Quyền. Bảy các bạn. Đó là cái lương rồi. Nha, bảy, bảy, bảy. Hai năm thần. Đại Nghĩa. Đại Nghĩa nè. Gim Phát La. Trường Giang, bên trái là Hoàng Thái Quý. Hoàng Thái Quý là ai ta? Lan Ngọc, cái này nam mà Lan Ngọc cái gì? Ai quý vị? Comment giùm cho em à. Ai à? Ai quý vị ơi? Trời ơi, toàn là những nam thần. Tôi nói nhan sắc gọi là, tôi nói thiệt á, một người có một cái con mắt gọi là Hàn Quốc. Mắt mà gọi là mí lót á. Trời ơi cưng, mắt nè, nè nó mắt nè. Trời ơi, ngày xưa ai cũng chết mê chết mệt cái con mắt này. Trời ơi, nè 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 nè. Hãy nhìn tôi. Hãy nhìn tôi và đón xem ha. Và cái biệt danh này cũng gắn liền với anh ta. Và tôi nói tuổi thơ, những chị em nào là rất là mê cái đôi mắt này, nhìn cái là siêu hồn liền. Ai à? Ai à? Ai à? Bi Ren phải không anh? Bi Ren đâu mà sao mời? Mời Bi Ren, Bi Ren nước ngoài mà sao mà mời? Ai à? Ai cũng na ná Bi Ren à? Ai à? Quỳnh Đông nè, Quỳnh Đông nè. Đó, sai nha, sai nha. Quỳnh Đông là sai. Trường Giang đi hàng rồi hả? Thôi, bây giờ em thấy mọi người cũng ra rất là khó đúng không? Khó khăn đúng không? Thôi, bây giờ tất cả chúng ta hãy cùng nghe hai người này hòa thâm. Gì hòa thâm là gì? Hòa thanh. Hòa thanh để mà chúng ta đón nha vậy nha. Rung quá. Hòa, hòa thâm. Hòa thanh nha. Hòa thanh. Thôi, một tên diễn viên em đố gì nè. Một tên diễn viên, một người đang chạy xe Đức Thắng bá vô gốc cây, diễn viên là nào ạ? Cái tên, một người đang chạy xe chạy quá trớn, Đức Thắng bá vô cái cây. Ai à? Ai à? Dẫn đón không được luôn, chán ghê. Thôi, xin mời tất cả mọi người hãy cùng nghe một đoạn hát sau đây và để biết khách mời ngày hôm nay là ai. Xin mời kỹ thuật ạ. Mang theo ánh nắng, mang theo tiếng cười, bắt đầu từ đó ra đi tìm ước mơ. Dẫu chưa biết có nỗi đau vô cùng, khi dừng chân mới hay ta xa lạ. Nghêu ngao câu hát anh chẳng theo về, nơi nào mai ấm những bạn bè thân. Ôi mê mang quá biết đâu quê nhà, câu chuyện xưa ấy tưởng chừng ta quên. Quý vị có nghe không à? Vâng, đi là anh Bá Thắng à. Em chưa mời. Xin chào. Chưa có mời mà anh thiệt á, anh xuất hiện luôn rồi. Anh nôn nóng của em, anh mắt xuất hiện, em hiểu không? Anh mắt xuất hiện. Xin chào mọi người. Gọi là qua lá hẹ vậy, anh mới đi biển về hay sao vậy? K
coi như là mình giãn cách xã hội, mình cũng hơi bị bức bách nên mình khoác lên mình một cái áo gọi là cho nó đầy sức sống như vậy để tạo một năng lượng rất là nhiệt huyết. Với cả là mình đang ở mùa hè đúng không, mình chớm thu thôi, các bạn vẫn chưa nhập học, mình vẫn là mùa hè nên mặc cái áo vậy, như là lá dừa lá ơ đồ, coi như là mình được đi du lịch à, mình tưởng tượng em. Dễ thương quá anh ơi, nãy em giới thiệu anh là hả đang chạy xe mà chạy cho cố xong rồi Đức Thắng bá gốc cây, anh có hài lòng với cái gọi là cái gợi ý đó không? Em biết sao, cái vấn đề ở đây là em giới thiệu như vậy là người ta không đoán tên, đúng rồi, em phải dùng cái từ là đánh trận nào thắng trận đó là bá thắng, chứ còn mà còn thắng thì cái thắng là cái thắng lại, yeah. thắng lại. Quý vị ơi, đồng hành với anh Bá Thắng là một cái gương mặt, trời đất ơi, tôi nói phim truyền hình nào cũng có, đóng toàn là vai chính không nha quý vị nha. Cái anh gì đó ơi, anh có thể hát một câu để cho mọi người đón anh được không? Hai con thằng lằn con đùa nhau gắn nhau đứt đuôi. Trời ơi, ngồi chung hình, ngồi lộng âm hiểu hay gì vậy? Có đòi Nguyễn hát cũng được thôi. Không phải, cái người này là không bao giờ lớn, em biết không, mãi mãi gắn liền với tuổi thơ của những cái bạn giống như là ngày chủ nhật của em, nào là sân khấu cổ tích này nọ, nên cái tâm hồn người này nó có lúc nào nó cũng bay cái đó đó. À, đó. Vâng, anh ơi hát lại một bài được không ạ? Hát lại một bài. Lâm ơi, sao lâu quá anh mới gặp được em mà em làm khó anh dữ vậy Lâm. Thôi bây giờ anh sẽ chiều theo ý em, anh sẽ hát thêm một bài nữa được chưa? Rồi, xin mời ạ. Ba thương con thì con giống mẹ, mẹ thương con thì con giống ba. Nhức đầu quá. Con buồn Vu Lan với Lâm, phải hát cái những gì mà các con liên quan đến cha mẹ Lâm, hiểu không? Bao giờ lớn, đó là Mr. Hí, anh Hòa Hiệp à. xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thật sự là rất là vui. Đang trong mùa giãn cách mà được gặp Lê Dương Bảo Lâm cũng như là tất cả quý vị khán giả đang coi livestream của trên kênh của Lê Dương Bảo Lâm cũng như là chương trình, thì cảm thấy rất là hạnh phúc đó. Chúng ta hôm nay hy vọng là chúng ta sẽ có một buổi trò chuyện rất là thú vị với nhau. Dạ quý vị, xin chào tất cả mọi người. Mọi người ơi, chia sẻ và bấm tim nào. Trời ơi, cái gì mà năng lượng gì, chia sẻ nó bấm tim thôi. Dạ anh Bá Thắng ơi, em đề nghị anh tắt eco đi, cái chương trình mà là cái chương trình nói chuyện vui vẻ mà anh làm như live show của anh mở eco quá trời của đất rồi anh tắt rồi nghe ok chưa? Mọi người ơi bây giờ Quyền nói mọi người nghe nè, bây giờ mọi người chia sẻ đi, và đặc biệt là mọi người ơi, đây là chương trình của Lê Dương Bảo Lâm mà hôm nay đồng Hiệp là khách mời, cho nên mọi người nhớ là mọi người ủng hộ Hòa Hiệp mà mình chặt lại Lê Dương Bảo Lâm nha, chứ Quyền sợ hôm nay á thế nào Lê Dương Bảo Lâm cũng hại Hòa Hiệp à. Trời ơi thiệt đó, bây giờ người ta comment quá trời. Trời ơi anh Hoàng tử Hí hả? Ủa anh có biệt danh là Hoàng tử Hí hả anh Hiệp? Nhiều biệt danh lắm. Nào là Hoàng tử Hugo nè, Hoàng tử Mắt Hí nè, rồi Hoàng tử Cổ Tích nè. Có nhiều lắm, nhiều cái nickname Hoàng tử lắm. Mà bây giờ là hết Hoàng tử rồi, nay mình lên chắc là lên đến chiếc lầm Hoàng phụ thân rồi. Bây giờ qua hoàng tử, bây giờ hoàng tử là em. Hoàng tử là trời ơi, em tự phong luôn đó phải không? Em tự phong làm hoàng tử luôn đó hả? Ừ, bây giờ là thời của em, giờ em trẻ trung, em năng động, em gọi là em hoàng tử hơn. Anh Thắng Hiệp nè. Đang nha. Rất là nhiều. Cái bộ phim gọi là Hai Người Làm Mưa Làm Gió, gọi là điên đảo cái thời đó, trời đó cơ, là Cổng Mặt Trời. Thì bây giờ hai anh có thể chia sẻ cái kỷ niệm về cái bộ phim đó, lúc đó là hai anh gọi là sao, mới ra trường hay sao, anh chia sẻ một xíu chỗ khán giả mê quá trời Cổng Mặt Trời nè. Ai chia sẻ trước à? Ba Thắng nói trước hay Quyền nói trước? Tao cũng được. Ba Thắng nói trước đi. À, Ba Thắng nói trước hả? Những cái kỷ niệm chưa? Thì năm 2005 thì Thắng tốt nghiệp trường sân khấu, và sau đó là Thắng tham gia rồi sân khấu kịch 5B Võ Văn Tần, rồi kết hợp cùng với sân khấu kịch Hồng Vân của nghệ sĩ Hồng Vân, rồi IDCAP. Nói chung là Thắng tham gia rất nhiều sân khấu, và đặc biệt là Thắng còn ca hát nữa. Sau này
sau khoảng tầm một năm sau mà Thắng tốt nghiệp trường sân khấu xong thì Thắng có cơ hội tham gia bộ phim đầu tay, cũng làm nên tên tuổi của Thắng, đó là phim Gọi Giấc Mơ Về. Thắng cũng rất là cảm ơn bố Xuân Cường, là đạo diễn Xuân Cường đã phát hiện ra mình và mời mình vào trong một bộ phim gây một tiếng vang như vậy. Đó thì quá trình hoạt lao động nghệ thuật của Thắng thì nó cũng không có trải qua hồng, có rất nhiều cái khó khăn và không gần như là không có ai giúp đỡ mình, và không có một cái bầu show hay là một nhà tài trợ nào cả. Tất cả mình phải bước đi và cũng không thật, nói thật ra là thường thường á, mỗi nghệ sĩ thì họ sẽ có một cái gọi là trợ lý để mình set up cái lịch trình ABCD này nọ, nhưng còn riêng Thắng thì Thắng phải tự set up cho mình, tự làm từ A đến Z, nên thì có những cái mình hơi bị chậm nhịp so với những bạn đồng trang lứa. Trời ơi, chia sẻ gì mà buồn quá trời. Anh thấy hả, anh Thắng sao bị khiêm tốn đó, đúng không anh Hiệp? Đúng rồi. Bác Thắng hình như là thấy trước gương mặt Lê Dương Bảo Lâm cho nên khép nép hay cái gì á. Em ơi, em đừng có gọi là bằng áp đảo tinh thần bác Thắng quá, Lâm hiểu không? Còn riêng Hoàng Hiệp thì khi mà Hoàng Hiệp đến với cái bộ phim Cõi Mặt Trời thì lúc đó Hoàng Hiệp đã gây những tiếng vang trong những bộ phim truyền hình rồi, chẳng như là bộ phim Mùa Ngồi Gai, Cô Nàng Bướng Bỉnh, hoặc là rất là nhiều bộ phim rồi. Và khi mà đến với bộ phim Cõi Mặt Trời thì lúc đó là đạo diễn Nguyễn Dương đã có mời Hoàng Hiệp đưa Hoàng Hiệp đọc kịch bản trước. Thì khi mà đọc kịch bản thì Hoàng Hiệp thấy cái hình ảnh không được cho đẹp cho lắm, tại lúc đầu á là mọi người đã xây dựng cho Hiệp là những cái vai như là công tử nè, rồi những cái vai thư sinh, những cái vai hiền. Nhưng mà khi mà cái vô cái vai vĩ trong Cõi Mặt Trời á thì lúc đầu thì là rất là vui, nhưng mà sau đó thì vì đồng tiền mưu sinh thì bắt thay đổi cái con người của thằng vĩ đó. Đó thì chắc chắn thì khi mà xem cái bộ phim đó thì chắc chắn thì đến những cái giai đoạn mà Hoài Hiệp mà bỏ Tùng mà đi theo bằng Nga thì chắc chắn là khán giả sẽ chửi dữ lắm. À, cho nên lúc đó là Hoàng Hiệp thật sự là từ chối anh Nguyễn Dương, tại nói anh Dương ơi, trời em đang hình ảnh là hoàng tử Hugo rồi thư sinh rồi hiền lành, mà tự nhiên giờ anh cho em vô cái vai này thì em mất hình ảnh hết. Anh Dương nói em phải lột xác, tại vì người diễn viên giỏi hay không là phải biết quá thân vào nhiều nhân vật. Thì lúc đó là Hoàng Hiệp nói ok, nếu vậy thì nếu anh tin tưởng em rồi anh cho em những cái lời khuyên như vậy thì thôi, để lần này em sẽ lột xác xem như thế nào. Công nhận bị chửi thiệt. Bị chửi thiệt nhưng mà người ta thương cũng nhiều anh. Trời ơi, nhắc đến Hòa Hiệp là thiệt á, nhắc nhớ tới Cổng Mặt Trời liền. Rồi dạo gần đây đồng nghiệp nè, gọi là cái đồng nghiệp là buôn bán online với em nè, giờ làm sao rồi? Bây giờ em đóng cửa rồi anh ơi, còn biết anh sao buôn bán được không anh Hiệp, anh Thắng? Trời đất ơi Lâm ơi, em đóng cửa chắc lẽ anh mở cửa được sao Lâm? Anh thất nghiệp 2 tháng nay rồi Lâm à. Anh thất nghiệp 2 tháng nay rồi. Vào thời gian gần đây là anh và Thắng chỉ tập trung vô thiện nguyện thôi. Có nghĩa là mình ngồi ở nhà, mình bức rứt quá, mình cảm thấy mình là thanh niên, mình là tuổi trẻ, cho nên mình thấy bà con đang khó khăn như vậy trong cái mùa dịch, và đặc biệt là những cái khu mà phong tỏa. Cho nên Hoàng Hiệp và Bá Thắng quyết định là điện thoại cho chị Huệ bên Hội Phụ Nữ Từ Thiện Thành Phố để mà cùng với chị để mà sao mình có thể đem những phần quà đến cho tất cả bà con đang trong cái mùa đại dịch này. Anh thấy như là Lâm cũng rất là xôn xắng, anh em mình rất là xôn xắng đúng không? Đó, tôi nghĩ là mình chia sẻ những cái khó khăn bà con trong cái đại dịch lần này. Dạ, rồi em nghe nói là bao nhiêu năm vất vả ngược xuôi, nó là tích góp rất là nhiều, thì ngày hôm nay anh có một cái tổ ấm riêng rồi đúng không? Sao anh không mời đi Tân Gia vậy? Trời dịch giật mà ở đâu ra Tân Gia ông nội? Rồi đó thôi, là hơn một cái là vừa xong một cái là dịch nó ập tới. Là mới kịp là chỉ dọn được cái giường, cái tủ vô ở sơ sơ thôi đó. Chứ chưa có gì hết. Cái nhà chỉ được mới 80% thôi Lâm à. Chứ đâu có được một cái ngai vàng, một cái dinh thự, một cái gọi là lâu đài tình ứa như là Lê Dương Bảo Lâm đâu. Quá trời. Anh, bởi anh thấy trên cái sao tốt của anh đó là anh với mẹ anh đang ở riêng đúng không? Anh mặc cái đồ màu xanh mà anh đem đồ cho mẹ anh hả? Ủa là anh với mẹ anh không ở chung hả? Hồi trước thì anh, nhà anh là ở bên quận 7. Em không, thì đại dịch vừa rồi á, thì cái khu của anh là ở phường Tân Thượng Tây thì là bị cách ly đó. Còn anh á, thì hiện nay thì anh đang tự cách ly ở nhà mới của anh. Tại vì anh ở ngoài đây á, thì anh sẽ tiếp tế lương thực cho nhà anh, cũng như là mình đi nhiều nơi á,
mình đi nhiều nơi thì cho nên mình không có dám về nhà. Tại vì mình nếu mà về nhà thì mất công cái con virus nó nằm đâu trên cơ thể của mình rồi nó làm ảnh hưởng đến gia đình mình thì mình không có có dám về. Đó cho nên nó là ngay sinh nhật mẹ thì thật sự là bây giờ để mà kiếm một cái bánh kem cũng chẳng ai quay cũ. Mà cũng như là hên xui đó, hên là đang đi tình nguyện thì nghĩ là thôi chắc là gửi lời chúc đến cho mẹ thôi. Và sáng sớm thì anh có dậy sớm để mà anh tụng kinh chú Đệ Bi cũng dược sư để mà cầu nguyện sức khỏe cho mẹ anh cũng như ba anh bà ngoại anh và tất cả mọi người. Thì trong lúc mà đi á, thì thấy tiệm bánh mở cửa, trời đất ơi mừng quá, trời đất ơi vô tới liền, tấp vô liền như khoan, tấp mua một ổ bánh liền, rồi lật đật chạy đi về mẹ, rồi gọi thoại cho mẹ là mẹ chỉ đứng ở ngoài cái cổng thôi, có nghĩa là Hiệp không cho mẹ mở cửa, mà nó là mẹ đứng ở trong, con ở ngoài con để đồ ở đây, con xịt khuẩn hết trơn rồi, sau đó rồi mẹ hãy con đi rồi mẹ hãy lấy vô, đó như vậy cho an toàn, an tâm. Mà thật sự là lần đầu tiên trong đời của Hòa Hiệp khi mà về đến nhà mà không được bước vô nhà, trời ơi nó khó chịu, nó cực, nó sao sao á, Lâm hiểu không? Mà thật sự là mình nhớ nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ mấy đứa nhỏ ở nhà, rồi nhớ anh chị em trong nhà. Mà tại vì thật sự là hai tháng rồi đó Lâm, hai tháng rồi khi mà trong dịch nó bùng phát đó, rồi mình đi thiện nguyện rồi nọ, mình không có dám về nhà. Chỉ mỗi ngày chỉ gọi điện thoại FaceTime, chỉ nhìn mặt nhau và nói chuyện với nhau thôi. Và rồi, thật sự là anh biết không? Hồi nãy á, lúc mà vô hợp á, có nghĩa là khi mà mình tham gia chương trình mình phải hợp trước là anh vô sau. Anh Bá Thắng chửi anh quá trời luôn. Anh Bá Thắng nói hả, hẹn người ta rồi cuối cùng hả vô trễ, rồi rốt cuộc hả biết ra lý do là Hòa Hiệp tụng kinh vô trễ. Trời ơi thương vậy. Ủa, Lâm, thì bây giờ là anh khoan Hiệp xin phép Hòa Hiệp một tí xíu nha Lâm. Anh phát hiện ra em đang ngồi trước một cái đó mà vẫn khẩu nghiệp nha. Không, anh đang nói dối. À, em chỉ nói sự thật thôi đúng không? Em chỉ nói sự thật thôi, không có đang em thử đó. Em chửi mà em đổ thừa anh Thắng á. Thôi nói chung là bây giờ mình đang bước vào 15 ngày rất là khó khăn đây. Cho nên đó là thôi bây giờ ai ở đâu ở yên một chỗ, mình ở nhà. Thôi mình thay vì là mình không có chuyện gì làm, đúng không? Thì bây giờ Hiệp chọn một cái hướng là gì ạ? Mình tụng kinh, mình tụng niệm, mình cầu nguyện cho gia đình mình nè, cầu nguyện cho tất cả bá tánh nè, cầu nguyện cho khán giả của mình, cầu nguyện cho tất cả những ai đang đất nước ở Việt Nam cũng như là thế giới để mà được sự bình an và mình cố gắng cùng nhau để mà chiến đấu cái đại dịch lần này, đúng không Lâm? Chứ bây giờ mình thấy cứ giãn cách về hoài, cứ ở trong nhà hoài, thứ nhất là không có công an việc làm nè, rồi nó bức bách lắm, bức bó lắm, rồi cứ lại dậy hoài sao, đúng không? Mà em thấy không, càng ngày cái ca người chết nó càng tăng và cái ca người mắc cũng càng tăng. Cho nên đó là bây giờ Việt nghĩ là tất cả mọi người ơi, thay vì chúng ta dành những lời mà cay độc cho nhau thì bây giờ chúng ta hãy thương nhau đi quý vị, không biết ngày mai sẽ như thế nào đâu. Bây giờ chúng ta thương nhau, hãy dành nhau những lời yêu thương nhất. Rồi Hoài thấy đọc những cái comment có rất là nhiều người, không biết là chắc chắn là mọi người sẽ không thích tụi tôi đó, là dùng những cái từ rất là nặng đó, nhưng mà Hoài Hiệp nghĩ rằng mình comment như thế nào để người ta biết gia đình mình có được ăn học hay không, gia đình mình có dạy mình hay không. Cho nên đó, nếu mình ghét người ta đừng vô coi, khi mà đó, thích người ta hãy vô coi, còn không coi thì thôi đó, đừng có comment gì hết. Sao ơi, nếu như mọi người đều coi anh Thắng cũng như là anh Hiệp qua những cái bộ phim thì chắc chắn mọi người chưa xem được những cái đoạn clip sau đây đâu. Trời ơi, anh Thắng và anh Hiệp lúc nào mà làm thiện nguyện lúc nào cũng hăng hái, lúc nào cũng sôi động, nói chung là máu hết mình với cái công việc thiện nguyện của mình. Vậy bây giờ xin mời tất cả mọi người hãy xem một đoạn clip sau đây để xem cái hành trình của anh Thắng cũng như là anh Hiệp thiện nguyện như thế nào nha. Xin mời tất cả mọi người ạ. Thành phố Hồ Chí Minh đang trải qua những ngày tháng đáng nhớ trong cơn đại dịch lịch sử. Những ngày này, Hòa Hiệp và Nguyễn Lê Bá Thắng cùng với sự đóng góp của khán giả, bạn bè đã thực hiện được những chuyến đi vòng quanh Sài Gòn để mang một chút yêu thương đến với cộng đồng. Càng đi xa, càng đi nhiều thì thấy càng nhiều hoàn cảnh khó khăn. Ác hẳn mình sẽ không thể giúp hết được những hoàn cảnh ấy, nhưng mình luôn cố gắng, thật cố gắng giúp được nhiều hoàn cảnh nhất có thể. Bá Thắng tin rằng thành phố Hồ Chí Minh sẽ mau chóng hết bệnh. Mọi người hãy cùng nhau ý thức, chấp hành tốt các yêu cầu chống dịch của nhà nước nhé. Hơn bao giờ hết, đây là lúc chúng ta cùng đồng lòng, cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh.
mấy anh bịt kín bít em không biết ai là ai luôn đó. Là có anh Thắng anh Hiệp luôn hả? Có chứ. Tụi anh đi suốt, tụi anh đang cùng với Hội Phụ Nữ Từ Thiện Thành phố Hồ Chí Minh. Ba Thắng và Hiệp, thôi bây giờ mình khoe luôn ha Hiệp ha. Thắng và Hiệp là hai đại sứ nhân ái của Hội Phụ Nữ Từ Thiện Thành phố Hồ Chí Minh. Cái như là có hai cái cọc thôi, chỉ có hai cái cọc thôi. Chỉ có hai cọc thôi, ngày xưa thì có thêm Đức Long nữa, nhưng bây giờ Đức Long thì vừa mất, thì chỉ còn là hai cái cọc. Đó, cùng các cô, các má, các chị đi đến tất cả các vùng miền, nơi đâu có khó khăn, thì Thắng và Hiệp đồng hành cùng các cô, các má và các chị để chia sẻ cũng như là san sẻ những tình yêu thương, những món quà ý nghĩa nhất. Cũng đó là những cái tấm lòng của các mạnh thường quân cùng đóng góp để chia sẻ với mọi người. Thực sự mình đi như vậy, mình cảm thấy mình đang rất là hạnh phúc. Hạnh phúc mình đang được an toàn, hạnh phúc đang mình được coi như là vẫn còn may mắn, vẫn còn có những cái thu nhập, cuộc sống mình có vẫn còn có công việc. Nhưng đối với những người khác thì họ đang rất là khó khăn rất là nhiều. Thì qua những lần đi như vậy mình thấy mình trưởng thành hơn và mình thấy có những cái năng lượng tích cực đáp được cho mình. Nhiều lúc mình ở ăn ở không, mình ngồi suy nghĩ trời đất ơi sao mình khổ vậy ta, sao mình làm hoài mà không được vậy, ôi trời trời. Nhưng mà khi mà mình đi như vậy mình thấy mình quá sức là hạnh phúc. Và động lực hơn nữa, mình sẽ đi nữa. Và hy vọng là sắp tới đây, để xem cái dịch bệnh đó sẽ như thế nào, thì Thắng và Hiệp sẽ có những cái chuyến đi tiếp theo nữa. Còn đợt rồi thì Thắng và Hiệp đã đi nè, Bình Dương nè, Bình Chánh, Hóc Môn, thành phố Thủ Đức, rồi các quận huyện ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Thật sự ra thì như mình vừa clip rồi, Thắng có chia sẻ là cũng muốn đi rất rất nhiều nhưng mà lực bất tòng tâm. Mình cũng chưa thể đi hết được các cái hang cùng ngõ hẻm ở trong cái thành phố Hồ Chí Minh này. Và hy vọng này chúng ta sẽ đủ duyên để đến được những nơi cần được tiếp tế. Hiện tại bây giờ thì thành phố đã được các chiến sĩ tiếp quản và đang giúp đỡ bà con đi chợ giùm này nọ. Thằng Thắng hy vọng là trong 15 ngày tới mọi người sẽ cùng đồng hành cùng với các quy định của nhà nước, chúng ta sẽ dập tắt được cái đợt dịch lần này. Dạ. Còn anh Hiệp nè, trong cái thời gian mà anh đi thiện nguyện vậy thì có cái kỷ niệm nào mà vui mà cười bởi bụng không? Anh đây chia sẻ cho mọi người đang xem live trực tiếp được không anh Hiệp? Có một lần thì vừa rồi thì anh đi về Bình Dương. Thì lúc đó là anh vô phát cho những người dân tộc gì quên rồi ta? Dân tộc Khmer. Dân tộc Khmer. Thì mình nói tiếng Việt, còn cái mọi người thì họ quen hay sao á, họ lại nói chuyện tiếng dân tộc với mình. Cái Hòa Hiệp có hử, cái người Khmer hỏi hử, hử gì? Hòa Hiệp có đứa em là người Bình Định đó, mỗi lần người nói chuyện cái mà nó không nghe được rõ hay gì cái nó hử, cái Hòa Hiệp bị lây. Cái tại người ta nói tiếng dân tộc mình đâu có biết gì đâu, cái mình hử, cái hử gì, hử gì, nó nói, không có hử em chỉ giống như em hả đó. Nói chung tiếng vùng miền nhiều lúc á, đi được như Thắng với Hiệp đi rất là nhiều nơi. Có ngày xưa còn là đại sứ nhân ái của Hội Chữ thập đỏ thành phố á, thì là đi Vinh nè, đi Nghệ An nè, đi Đà Nẵng nè, đi Quảng Nam, đi rất 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 nhiều. Thì mình tới mỗi nơi mình lại phát hiện ra được là cái ngôn từ Việt Nam mình rất là phong phú và mình học được rất là nhiều từ. Và mình coi như là mình cung cấp được cái kiến thức cho chính mình nữa cơ. Văn hóa rồi, Việt Nam rất là phong phú. Rồi Lâm biết sao không? Anh Hiệp thì đóng phim Trần Trung Kỳ Án, đúng không? Em cũng đóng chung với anh rồi. Thì đi thì mấy đứa nhỏ anh Hiệp cũng rất là bất ngờ. Trời, nó đưa ra, nó nắm tay anh vậy nè. Tại khi mà anh cho những cái hộ mà có gạo rồi thì cho đều hết. Nhưng mà đặc biệt là những cái hộ nào mà mẹ bầu, mà mẹ có bầu hoặc là có con nhỏ thì anh Hiệp sẽ bỏ thêm phong bì để mà giúp đỡ mua sữa hay là mà cố gắng trong cái mùa khó khăn này. Thì anh thì cũng giống như một khi là anh đi tặng rồi anh đi thôi, thì không đứa bé đó, nhỏ bé nó nắm tay lại, nó giật, nó nói gì con, nó kêu không kêu bằng chú Hiệp đâu, nó kêu à ông Trần Trung ơi, ông Trần Trung, ông xử giùm con, ông đuổi con Covid này đi giùm con đi. Trời ơi, mình vừa sợ, mình vừa bắt thôi, mà mình lại vừa thấy thương. Anh cái bộ phim đó, anh em mình đóng lâu lắm rồi nhưng mà bây giờ khán giả vẫn nhớ, nghĩa là bộ phim đó nó nằm ở trong lòng khán giả đến tận bây giờ luôn. Trời ơi, nghe xúc động vậy. Rồi khán giả có nhắc tới em không anh Hiệp? Để anh gọi ngồi xuống anh hỏi nha.
Rồi anh Thắng nè, trong khi mà đi làm như vậy anh có kỷ niệm nào vui hay không? Mà từ trước giờ em thấy mỗi khi mà lúc mà chưa có dịch đó thì hai anh lúc nào cũng săn, nói chung là xôn xáo. Mỗi khi mà em thấy lễ nè, Du Lan báo hiếu nè, anh với lại anh Thắng là coi như mà diễn chùa rồi nọ, nói chung là những cái mà thiện nguyện hai anh rất là xông xáo, không biết là động lực đâu mà hai anh làm, mà từ đó giờ không biết là ở đâu mà có cái động lực như vậy. Ngày xưa Thắng có một cái lời nguyền là Thắng mà đi chùa Thắng xui cực kỳ luôn, đi chùa là mất xe. Lời nguyền nó lắm đi chùa mà lời nguyền nó lắm. Có nghĩa là như vậy, tự nhiên không hiểu làm sao đó, chắc là nghiệp tụ quá hay không, mỗi lần đi chùa cái ông thầy như là Phật ngồi trong cái chưa chứng cho mày đi về, hiểu không, đó là mất đủ thứ hết. Xong rồi bà không bao giờ ăn chay đó. Xong rồi thì sau này thì chơi với Hòa Hiệp thì Hiệp cũng rủ đi này nọ, lúc đầu là không có đi, không có chịu đó. Xong rồi đi riết, xong rồi cũng gặp những nó nói đó, đi chùa ăn chay là xui nha Lâm. Không hiểu vì sao đó. Mà sao anh có thể thấy kỷ niệm xui của anh không? Khi mà đi chùa anh bị xui gì? Mất chiếc xe quay. Hồi đó là thật sự luôn, một chiếc xe quay Thái. Hồi đó là đóng cái clip quảng cáo cho một cái sản phẩm đầu tiên. Đó, mua được một chiếc xe. Dừng một phát đi vô nhà, đi ra, bốc hơi mất tiêu. Là mới vừa đi chùa về luôn. Xong cái ngày hôm sau cái mọi người kia thôi, anh Hữu Châu với mày á, mày chắc là mày nghiệp mày nặng quá, mày đi ăn chay mày sắm hố này nọ đi. Đi ăn chay xong, ăn chay xong đi vừa đi ra khỏi tiệm chay vứt cục đá nhào đầu rách cái quần. Đó, bởi vì tôi kêu là không nha, tôi không ăn chay và tôi không đi chùa, xui quá xui rồi. Xong mà nhưng mà sau này á gặp các sư. Thì sư nói là chắc là kiếp trước con cũng gieo một cái gì đó, nên là kiếp này con nên năng nổ hơn. Và từ cái ngày mà Thắng năng nổ hơn thì Thắng thấy là cái cuộc sống của Thắng nó chữ hơn là không có đúng. May mắn là những cái gì mà mình bỏ ra, công sức mình bỏ ra, nó có được cái kết quả và có những cái may mắn, có những cái nụ cười đến mình nhiều hơn. Và mình cảm nhận được là cho đi có nghĩa là còn mãi, và mình cho người này nhưng tự nhiên là sẽ có một người khác lại cho mình một cái gì đó. Đó, nên thì Thắng nghĩ rằng là cái sự trao nhau tình yêu thương đó, nó giúp cho con người mình nó tươi vui và nó có lạc quan hơn. Còn cái chuyện mà Thắng với Hiệp hay đi diễn chùa hay là tham gia các cái chương trình mà thiện nguyện á, thì Thắng nghĩ đó là một cái trách nhiệm của mỗi công dân thôi. Tại vì có người á, họ có của nhưng mà không có thời gian để đi đến, thì với Bá Thắng và Hiệp thì Thắng lại nghĩ như vậy, mình bỏ ra không nhiều bằng những cái gọi là những mạnh thường quân, nhưng mà mình lại có một cái khoảng thời gian mình có thể đi đến được những vùng sâu vùng xa, thì mình thay mặt những mạnh thường quân đó mang những món quà để trao cho người ta. Và khi mình nhận được những nụ cười giống như hồi Tết á, là Thắng đi ra dân tộc Cờ Tu ở Tuốt ngoài Quảng Nam á, cái vùng đó là giáp với biên giới Lào, thì người ta nhận được bao thơ, người ta nhận được bánh kẹo, những cái áo ấm, người ta hạnh phúc vô cùng. Và mình cảm nhận được là mình trao tận tay những người như vậy á, và khi mình chụp hình mình gửi lại cho những mạnh thường quân đã tin tưởng và đóng góp cùng với mình á, họ kêu chứ trời ơi cảm ơn các em nhiều lắm, các em đã thay mặt tụi tôi để đến với mọi người. Và khi mà Thắng up lên trên Facebook mình là cái là Hòa Hiệp, Bá Thắng và những người bạn, những mạnh thường quân, thì họ kêu thôi em ơi em dùng những cái từ là cùng với những người bạn thôi, để anh chị tụi anh tụi chị không có muốn show cái tên của mình lên, không có show cái doanh nghiệp của mình lên, chỉ là cùng đồng hành với tụi em là đại diện tụi anh tới chào, vậy là tụi anh vui rồi, miễn làm sao mà mình mang được những cái món quà cho dù nhỏ bé nhất đến với người đang còn khó khăn. Nên thì Thắng thấy là hiện tại có cũng rất có nhiều cái luồng thông tin hơi tiêu cực một tí xíu, nhưng mà Thắng với Hiệp nghĩ rằng là mình cũng không vì những cái đó mà mình chùn bước lại, mình không đi làm thiện nguyện nữa. Mà những ai đã tin tưởng với những người nghệ sĩ như Bá Thắng và Hiệp đi làm thiện nguyện thì họ sẽ không đòi hỏi rằng là phải nhắc tên, nhắc tuổi người ta lên làm chi, miễn làm sao mình đi và họ thấy được là mình đã trao. Và tại vì khi mà Thắng và Hiệp làm như vậy luôn luôn là rõ ràng lắm, ở vùng này là có bao nhiêu phần quà nè, bao nhiêu cái hộ cần hỗ trợ, mỗi phần quà mình sẽ đi như vậy nha anh chị. Đó,
họ chỉ cần như vậy thôi là họ cảm thấy vui rồi. Tại vì họ, những người mà gọi là thắng văn minh, có những cái suy nghĩ văn minh đó, họ không cần màng đến những cái danh phận như vậy. Yeah. Còn yeah. Khi mà nói là nhân duyên để mà đi đến chùa mình đem lời ca tiếng hát cúng dường cho Tam Bảo thì Hòa phải cảm ơn anh Đông Quân, ca sĩ Đông Quân và anh Nguyễn Đức, là hai ông anh là gọi là chuyên trị nhạc Phật. Và anh, mấy anh đi hát chùa rất là nhiều. Và ảnh đã tạo cái nhân duyên cho Hoàng Nghiệp Bá Thắng cũng như là Lương Thế Thành, Kali, tất cả mọi đứa trẻ mà muốn phát tâm đem lời ca tiếng hát cúng dường cho Tam Bảo. Đó, thì đó là anh Đông Quân và ca sĩ Nguyễn Đức. Còn khi mà gọi là thiện nguyện, làm sao mà Hòa Hiệp được gắn kết đem được thực hiện những cái hoài bão của mình, và Hiệp và Bá Thắng có một cái quỹ là gieo hạt tình thương. Đó là đó là nhờ chị Nguyễn Thị Huệ, là lúc trước là chị là chủ tịch hội chữ thập đỏ thành phố. Đó, sau đó là Hòa Hiệp, là Hòa Hiệp Bá Thắng và cùng nhiều anh em nghệ sĩ nữa là đại sứ nhân ái của hội chữ thập đỏ thành phố. Sau này á thì chị Huệ về làm chủ tịch hội phụ nữ từ thiện thành phố, thì cũng là Hòa Hiệp và Bá Thắng cũng về cùng tham gia với chị luôn. Đó, nói chung là để được có những chuyến thiện nguyện nè, cũng như là đi cứu trợ đồng bào ở miền Trung. Thật sự là khi mà cùng đồng hành với chị Nguyễn Thị Huệ á, thì Hòa Hiệp và Bá Thắng đi rất là nhiều nơi. Đó, lũ lụt ở đâu khó là có mặt của Hòa Hiệp với Bá Thắng. Đó, rồi đến nó gọi là gì? Nó đến bây giờ luôn. Nó thông thông đi tầng, nó trở thành một cái gọi là gọi là cuộc sống của Hòa Hiệp với Bá Thắng luôn đó. Đó cho nên yeah. đi diễn nè, đi quay hay đi làm cái gì á, mình cũng trích lại một phần nào đó bỏ vô cái quỹ gieo hạt tình thương, để khi mà những ai khó khăn hoặc là những gì mà cần thiết á, mình lấy cái quỹ đó ra để mà mình đi giúp đỡ đời. Rồi, bây giờ em cảm ơn những cái chuyến thiện nguyện của anh Thắng với lại anh Hiệp. Bây giờ để thay đổi không khí chương trình xíu, chúng ta sẽ chơi thử thách với nhau. Không biết là hai anh có coi số trước đây của tụi em không à? Có, anh có. Em hành hạ khách mời dữ lắm. Đúng rồi, hôm nay tụi em nhất định là sẽ hành hạ anh. Bây giờ khán giả mà đang coi, mọi người muốn Lâm thử thách anh Thắng là anh Hiệp, thử thách gì mọi người comment dùm cho Lâm nhé vị nha. Và để gọi là ru đai trước, gọi là khởi động trước, thì bây giờ em sẽ có một trò chơi ha. Hình phạt, bây giờ nói hình phạt cứ đi. Bây giờ trò chơi chúng ta sẽ là ớt và là chanh. Đó, em đã chuẩn bị xong rồi. Đó, bây giờ nhiệm vụ của em là sẽ đọc một cái lời bài hát. Em thích là em đọc xuôi, còn em không thích là em đọc ngược. Nhiệm vụ của anh là đón cái tên bài hát và phải hát lại khúc đó. Nếu như mà anh hát được thì em ăn một miếng chanh hoặc là ăn một miếng ớt. Còn nếu như anh mà đón không được thì nhiệm vụ của anh là ăn một miếng ớt cũng như là một miếng chanh. Bây giờ mình thách đấu nè. Bây giờ là em muốn mời anh Thắng trước đi ạ. Ok. Rồi đó, anh ơi, em ít ác chanh ớt à. Em ít ác có gì lắm. Rồi đó cô, dạ, em chơi cái gì mà em xử ăn ớt với ăn chanh không vậy? Cái đắng với chua lè chua lép vậy đó hả? Thôi cuộc đời em nếm chanh nếm ớt nhiều quá, bây giờ em muốn ai cũng phải trải nghiệm hết. Mọi người có đồng ý cái hình phạt của Lê Dương Bảo Lâm ra mà mọi người cho em một cái comment coi quý vị. Mọi người nhớ comment hỗ trợ cho em nha, để cho Lê Dương Bảo Lâm ăn ớt với ăn chanh nha quý vị. Rồi bây giờ anh thách đấu ớt hay chanh trước nè. Tùy em à. Anh là dân miền Trung nên là gừng cay muối mặn anh có hết trong người. Ây da. Ở đâu đó? Anh quê đâu? Anh ở Quảng Nam. Quảng Nam nên hả? Là miền Trung. Đâu anh nửa trái chanh. Nửa trái chanh chứ phải một lát chanh nha. Nửa trái chanh. Ok. Nửa trái chanh. Anh đã sẵn sàng chưa? Ok. Rồi, lời bài hát đầu tiên. Mơ ước tìm đi ra đó từ đất Bắc cười tiếng theo mang nắng ánh theo mang, đó là bài hát gì? Em đố như không đố, thật sự ra là anh em đố như không đố thật sự luôn. Mọi người biết bài gì không ạ? Mọi người biết bài gì không kìa? Bài rất là quen. Đó là bài gì quý vị? Bài đó rất là quen thuộc nhưng mà nó chơi tôi, Hòa Hiệp hiểu không? Nó đang đọc ngược. Đó. Tại vì nghe một số từ khóa mình lọc lại là đã ra rồi. Đó là bài Giấc Mơ Ngày Xưa, một sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh. Ok. Trong... bài hát đó là Cổng Mặt Trời chứ mà Giấc Mơ Ngày Xưa. Anh xin lỗi em, sai. Em sai. Lâm ơi, em sai rồi Lâm. Em sai rồi.
cái bài đó, bài hát là Giấc mơ ngày xưa, chủ đề chính trong bộ phim Cổng Mặt Trời. Đúng rồi, ca chính chủ đề cho bộ phim Cổng Mặt Trời. Mời em. Một tràng pháo tay cho biên tập. Nếu như là nhỏ biên tập. Biên tập ơi, mày hại anh rồi biên tập ơi. Trời ơi, con biên tập. Nè, quý vị ơi, quý vị ơi, cho em một comment đúng không ạ? Giấc mơ ngày xưa là ca khúc chủ đề trong bộ phim Cổng Mặt Trời. Mặt Trời. Chứ đâu phải là ca khúc Cổng Mặt Trời đâu. Kìa kìa, rồi cầm tài liệu mà vẫn sai nha mọi nè, người. Nó mới nhắc em anh nè, nó mới nhắc rõ ràng là Cổng Mặt Trời đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Đây đây. Xin chào Lý Bạch nha. Thua rồi. Thua rồi. À, anh nghĩ là nè Lâm, nói nghe nè. Bây giờ em há mình nhẹ nhẹ ra, há mình nhẹ nhẹ ra. Rồi, bỏ hết vô luôn. Bỏ hết vô luôn. À, miệng em rất là rộng nha Lâm. Một tràng vỗ tay cho Lâm. Trời ơi, ghê quá. Rồi, bây giờ là vừa rồi là em thử thách anh đúng không? Bây giờ là anh có quyền thử thách lại em chưa? Với cái vị chua. Với... Anh đang thử thách hai anh. Bây giờ đang có vị chua trong miệng, em phải hát mà đừng có nuốt nước bọt. Em vừa hát với vị chua, hát bài gì cũng được nhưng mà đừng có nuốt nước miếng. Đó, đó đang có vị chua trong miệng, em hát luôn đi. Đó. Mà không được nuốt nha. Nuốt là em thua, là em ăn ớt nữa đó. Cho em xuống sao rồi, em chua quá, em chịu không nổi. Chua quá. Biên tập ơi, phải hại anh rồi biên tập ơi. Không có để, đâu. Để sao nha, mình còn rất là nhiều bài hát, chờ em xíu nha. Không, không phải đâu, em biết sao không? Tại vì biên tập sợ em thiếu vitamin C á, nên là cố tình cho em ăn chanh để cung cấp vitamin C. Cái mùa dịch tốn này á. Trước em ăn khẩu chanh vừa lai xong em đi xúc ruột luôn đó. Em ăn ớt. Anh ngoài Lâm ơi, Lâm. Chanh ớt à, chanh ơi. Lâm ơi, cái này là bị nghiệp quật đó. Hoặc anh hát như ba quá đó. Rồi bây giờ biết là sao thách đấu chanh ớt với em à. Ê. Anh ngoài hiệp kìa. Hai cái đó đi. Anh không hề cái nào anh ưng luôn á. Anh không, không ăn hoa... chua được mà anh cũng không ăn ớt được. Em hòa hiệp ăn, hòa hiệp ăn, hòa hiệp ăn chanh rất là hay. Thôi cho anh thách đấu chanh được không? Chanh hả? Ừ. Ok, chanh ớt vậy. Comment giùm cho em quý vị ơi, chanh ớt quý vị ơi. Chanh giờ... ớt quý vị, chanh ớt mọi người comment giùm cho em. Nếu như hòa hiệp thua thì hòa hiệp ăn chanh, mà nếu như Bảo Lâm thua thì Bảo Lâm ăn ớt đúng không? Chịu không? Lâm ơi, anh thấy các bạn comment nói là ớt của anh Lâm có cay không kìa? Sao mà không cay? Ớt nào mà ớt chả cay? Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng? Kìa, Lê Dương mỗi Lâm ăn ớt đi kìa. Ớt đi kìa. Giờ, anh ăn ớt, đâu ớt của anh đâu? Chanh ớt. Ớt nè. Trời, nó ăn vàng coi em ơi. Ớt cho chút chiếu à. Rồi em nghĩ sao trái ớt em chuẩn bị cỡ này mà anh để cái phân chiếu vậy? Dịch giật là anh là lật đật anh đi hái. Chứ bây giờ cũng không có để đi mua. Cái này là anh hái cây ở nhà anh. Nha, nó chưa kịp chính anh hái luôn đó Lâm. Em thấy khổ ghê không? Dịch giật không có, đừng đòi hỏi hơn. Rồi, dịch giật ớt nha, ớt nha. Vậy là anh ăn một trái, em ăn nửa trái. Bây giờ trái của em nó bự hơn. Trời ơi, thiệt luôn hả Lâm? Ôi ôi, nó thủ ớt, bây giờ nó lấy một trái ớt nhỏ ra kìa. Nhưng mà ớt là nhỏ nhất của em rồi đó hả Lâm? Đúng rồi, ớt này nhỏ nhất của em nha. Ủa, vậy là mình tính là ăn trái hay là ăn to, ăn nhỏ? Giờ là mình tính ăn trái đi. Hay sao à? Ăn mình trái tính đi. Bây giờ ăn trái. Giả đi. Hỏi cái gì là mà bây giờ là mình tính ăn trái hay là ăn như thế nào? Quý vị ăn một trái hay là quý vị comment một trái hay nửa trái giùm cho em à? Ăn trái hay kìa. Nửa trái? À, có người chị Mai Trân nói là ớt nhỏ mà rất là cay. Nhiều lúc là ớt to nó không cay bằng. Nên thì mà Lê Dương Bảo Lâm cứ ăn nguyên một trái đi. Ok. Là ngừng trái nha. Rồi ok. Rồi nếu mà em đang live mà kìa. Hay em tắt là em đi xúc ruột rồi đó. Kìa, có người nói là ớt của anh Lâm không có cay đâu mấy anh ơi. Ôi, cái, anh Thắng ơi, cái nghiệp của anh lớn lắm anh Thắng.
anh đừng nên đi chùa nha. Bản ngã nó còn nhiều cho con người của anh lắm nha, anh chưa có ngay được tính giác được nha. Ăn cái gì quý vị ơi, ăn một trái kìa, hiểm cay lắm kìa, ăn một trái đi, ăn một trái. Rồi, một trái nha. Chia sẻ đi ơi, sẻ cho em một trái đi quý vị ơi. Chia sẻ mạnh vô quý vị ơi, chia sẻ được. Mạnh vô. Bây giờ mình bắt cược đi ạ. Bây giờ mình bắt cược luôn đi. Bây giờ không chỉ có Hòa Hiệp và Lê Dương Bảo Lâm chơi mà tất cả mọi người cùng chơi luôn. 2000 quý vị khán giả đang coi livestream của Lê Dương Bảo Lâm á, bây giờ mình chơi luôn đi. Bây giờ mình bắt cược đi. Ai bắt Lê Dương Bảo Lâm bấm số 1, ai bắt Hòa Hiệp bấm số 2. Đó, rồi tự dù mình thua là tự lấy ớt ra ăn chung. Đúng rồi. Mọi người chịu không? Số 1 là Bảo Lâm à, số 1 là Bảo Lâm à. Rồi số 2 là Hòa Hiệp, ai bắt ai? Bắt Bảo Lâm hay bắt Hòa Hiệp nè, mọi người ơi. Số 1 nè, trời ơi, bên em nhiều nha, số 1 luôn. Em thấy số 1 đó nhiều, mọi người comment số 1 giùm cho em à. Số 1, mọi người số lên 1. Số đi, mọi người lên số đi nè. Số 4, ai bấm Hòa Hiệp bấm số 2 nha, ai bấm Hòa Hiệp bấm số 2, ai bấm Hòa Hiệp bấm số 2 nha quý vị. Ai bấm Hòa Hiệp số 2, ai ủng hộ Hòa Hiệp bấm số 2, bấm số 2 quý vị ơi, bấm số 2 quý vị ơi. Còn ai mà ủng hộ cả hai thì bấm vừa bấm số 1 vừa bấm số 2, sau đó nếu mà một trong hai người thua thì người đó vẫn phải ăn. Ủa số 4 là của ai? Trời ơi, số 4 là của ai vậy? Phạm Minh Khoa. Số 4 là của con nhỏ biên tập. Vì Liên Dương số 2 nè, Phạm Cát Tường số 2 nè. Rồi Trần Thu Hiền số 2. Đúng rồi, số 2 mọi người ơi. Kìa, Thương Nguyễn kêu là môi của Lê Dương Bảo Lâm là ít ít sai, ít lời ăn 1 kg mới thỏa mãn. Cái con bé đó, chùa nha, nghiệp quá, nghiệp nha bé nha. Nhỏ đó gần nhà Bá Thắng hay sao mà nghiệp, nghiệp quá, nghiệp rồi. Mồ trời ơi, cái môi đã dậy gì rồi mà ăn hết cái lớp, trời ơi, cái môi nó ngập lên cũng mất luôn. Thôi chết nha. Vô đi. Bài hát tiếp theo, lời bài hát tiếp theo. Sao? Bài hát gì? Tôi tự hào tôi người Việt Nam, yêu hòa bình chung tay vượt qua gian khó đại dịch lan về, quyết tâm Việt Nam đồng lòng đẩy xa Covid. Một chào với tay cho Hòa Hiệp. Được rồi, bài cái bài gì? Bài Covid hả? Covid Việt Nam. Bài nói bài gì quý vị? Chết cha, ai bấm số 2? Đọc lại. Ai bấm số 2? Làm ơn nhắc bài giùm. Trời đất ơi là coi. Người Việt Nam yêu hòa bình chung tay vượt qua gian khó đại dịch lan về, quyết tâm Việt Nam đồng lòng đẩy xa Covid. Bài gì? Ai? Nhắc tuôn kìa. Em ơi, đường chị nó bị gì đó Lâm. Anh biết cái gì vậy? Anh biết cái gì vậy? Ôi. Không, mạng nó bị lạc anh không nghe. Em mới nói lại cho Minh Hiệp. Mày bị lại. Năm. Bốn. Anh nghe. Ba. Cô biết đi ra. Nhanh đi. Một. Cô biết nhanh đi đi. Thôi rồi. Đó là bài tự hào Việt Nam. Yeah. Tự hào Việt Nam. Đồ chán dễ sợ luôn á anh Tiến ơi. Mày vô rồi, đây mày ăn trái ớt liền. Mày nhắc tầm bậy. Nhắc cũng sai. Nhắc tầm bậy nữa. Trời em đó á, là trời. Em á là bị nhỏ biên tập hại, còn Hòa Hiệp là bị thằng trợ lý hại, em hiểu không? Bởi vậy một người rồi. Kiểu anh là anh không có ai phụ anh hết trơn á, nên không bị hại. Chết rồi, thôi chết rồi, tiêu rồi. Rồi ai bắt số 2 cầm trái ớt lên ăn với tôi đi nè. Không bao giờ nè, anh đưa cái trợ lý anh vô luôn, anh nửa trái bắt trợ lý ăn nửa trái cho em. Ê Lâm, nhưng bây giờ em phải hát cho anh nghe đi Lâm. Em phải hát cho anh nghe, còn không em ăn nửa trái đó Lâm. Anh mắc cười quá, em phải ca sĩ ra em hát. Ủa, em thử thách anh mà. Em thử thách anh, em phải hát chứ. Em đâu phải Ngô Kiến Quy đâu. Nhưng mà em là Lê Dương Bảo Lâm. Tới đâu mà em phải hát. Không, Lê Dương Bảo Lâm cái gì làm cũng được hết trơn á. Cho nên bây giờ em phải hát, anh mới ăn. Còn em không hát, ăn mà. Mọi người ơi, mọi người có đồng ý không ạ? Nếu như mọi người đồng ý, cho bấm số 2 giùm em ạ. Lê Dương Bảo Lâm hát, em mới ăn một trái ớt nè. Vừa nữa. Cái này đâu, nếu mà em, còn nếu em không hát được, em phải ăn cùng với anh. Mọi người có đồng ý không ạ? À đúng rồi, tại vì Lâm là có kết quả trong tay đúng không? Ờ. Lâm nó có, rồi, em là bị nhỏ biên tập hại nữa rồi.
mình cay muối mặn con hết nha. Nhỏ biên tập hôm nay là rắp tâm hại em Lâm ơi. Ủa là khi mà nó đưa cho em kịch bản, em phải hỏi là ủa bài nó bài gì vậy? Biết hát hay không? Em phải nghe qua. Em không nghe qua bây giờ em bị quật ngược lại, nghiệp quật. Lâm, vậy là lại bị nghiệp quật rồi. Vậy là hai đứa ăn chung. Vậy bây giờ hai đứa mình ăn chung. Anh nửa trái em bự quá, em phụ anh thôi. Thực sự anh sợ ăn cay lắm luôn á, anh ăn cay lắm. Trời ơi, cay lắm Lâm ơi. Thằng Lâm nó mới ăn có 1/3 thôi. Ông nội và Hiệp ăn ăn tới đâu rồi? Rồi. Chưa mới cắn thôi đã cay quá trời, cay quá trời cay. À. Nào, mặc dịu lại Lâm ơi, mặc dịu lại, mình đang ngồi trước một cái rất là khi mình mặc dịu lại nè. Cho dù là bị hại. Trời ơi, mới cắn một chút xíu rồi nghe, mới một chút xíu thôi đó. Không sao đâu. Trời chết rồi, chết rồi. Không sao đâu mọi người. Ăn ớt vô nó nóng á, nó cũng diệt được virus nha. Mày khùng quá, cảm. Mày đưa nước đá đâu uống nó còn cay hơn nữa ông nội ơi. Trời ơi, ông nội em không sống rồi. Thằng này nó hại tôi á trời. Hay, nuốt liền. Phải nuốt, đúng rồi. Trò chơi ơi. Nào. Cảm ơn những cách mà mình làm. Trời ơi, chơi chơi. Anh Thắng muốn làm cái môi tây á, anh lấy mạng xếp môi anh nè. Em cái môi anh có nhu cầu. Anh không có nhu cầu em. À, cay quá. Anh thì không sợ. Rồi cái bài hát tiếp theo nè. Bây giờ chơi bài hát tiếp theo nha quý vị ơi, chia sẻ giùm anh em tụi em đi quý vị ơi. Wow, nuốt trọng luôn hả, cay quá, nuốt trọng xúc ruột nha. Anh làm cái trò gì, anh núp cái gì vậy? Anh dùng kỹ xảo anh ăn gì ạ? Anh ăn gì ạ? Thơm. Nó ăn trái cây đó. Ghê thiệt. Cay quá. Bây giờ đi xuống lấy một ít muối tiêu bỏ vô miệng, ngậm ngậm cho ra muối tiêu ớt. Rồi tiếp theo nha. Đây là bài thuốc cay nha. Nó cay banh cái họng luôn á trời. Nó cay banh cái họng luôn á. Bây giờ là đố cả hai hay là đố ai nè? Bây giờ là đố anh Thắng. Rồi ok. Lời bài tiếp theo. Rồi. Xanh trời giữa bay xanh bóng quả, mình chúng của là này đất trái. À em lại cầm trái chanh phải không? Trái này là của chúng mình. Quả bông xanh bay dưới trời xanh. Yeah. Ngày xưa vì sao tôi biết bài này? Ngày xưa tôi đi hát thiếu nhi. Thật sự tôi không được lên sân khấu hát đâu. Tôi đứng ở dưới tôi hòa giọng cho mấy bạn được hát trên sân khấu thôi. 1, 2, 3, nguyên một trái chanh nào. Em ơi, chúc mừng em. Biên tập ơi, anh like xong số này là anh không làm nữa nha em ơi. Ê Lâm ơi, sao em không ăn ớt nữa đi? Bây giờ em ăn chanh rồi, cái câu thứ hai là anh ăn ớt nữa hả Lâm? Ừ, thì đúng rồi. Tại vì trong cái đĩa chỉ có 2 món thôi. Gớm quá. anh nhân đây anh cũng cảm ơn nhỏ biên tập I love you. Em đã đưa cho anh hai cái bài hát mà thật sự ra là anh không nghĩ là anh nhớ được những ca khúc đó. À. Rồi tới anh Hòa Hiệp nè. Em ăn từ từ thôi, bạn chiên nhanh dữ vậy lắm. Giờ anh ăn chanh ăn ớt. Thôi cho anh ăn chanh đi, anh không biết ăn ớt. Chết đó. Đức giờ Lâm ơi. Đức giờ mình Lâm ơi. Em thử thách anh nuốt trọng cái chai này. Hả? Nuốt trọng cái chai. Em nuốt được không? Em muốn nuốt trọng cái chai. Trời ơi, dễ mà. Hiệp, làm được. Xí cho nè, chỉ cho nè. Trời. Rồi, lời bài hát tiếp theo, chuẩn bị chưa? Bây giờ ăn chanh hay ớt? Bây giờ là ăn chanh đi, ớt cay quá. Ăn chanh đi.
ăn canh nha. Mọi người ơi, mọi người ơi, bây giờ mọi người phải hỏi ý kiến mọi người đi, muốn ăn chanh hay ớt. Mọi người muốn ăn chanh hay ớt mọi người? Ăn chanh ăn ớt quý vị ơi, mọi người comment giùm cho em ăn chanh ăn ớt à. Ăn quý vị, ăn gì đi quý vị ơi. Ăn chanh, người ta kêu ăn chanh anh ơi, chanh, chanh, chanh. Rồi ăn chanh nha. Rồi ok. Rồi chanh, chanh, chanh. Rồi bài hát tiếp theo. Cùng rửa tay xoa 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 đều. Đừng cho tay lên mắt môi miệng. Bài gì? Rất là dễ nắc. Luôn. Rất là dễ luôn. Cái gì nó lại có lắm. Xạo ghê đó, xạo ghê đó. Thiệt, không có nghe. Cùng rửa tay xoa 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 đều. Đừng cho tay lên mắt mũi miệng. Bài hát này rất tay, xoa xoa đều. Đừng cho tay lên mắt mũi miệng. Cái bài hát này rất là hot. Nổi tiếng bây giờ là trời ơi. Trời ơi, có trợ lý luôn. Mày lần này mày sai nữa mày chết với tao chưa? Mày tôi cho mày ăn đó. Bài hát này có kèm thêm một điệu nhảy rất nổi tiếng. Ghen Covid. Này có tính không quý vị ơi? Mày đi vô đây, mày hát liền nhá. Mở lên, mày vô đây, hát liền lên. Mày trợ lý liền. Đúng rồi, kêu trợ lý vô. Đi vô đây, vô lên đi. Mọi người kêu vô kìa, đứng đây mày vô hát liền nhanh. Nhanh, mau. Rồi. Hát đi, nhảy, vừa hát vừa nhảy. Nhảy đi. Hát vừa nhảy thôi. Đúng rồi, đứng xin ra đây. Đó, rồi nhảy đi. Anh Lâm hát cho mày em đụng anh Lâm. Ờ bây giờ Lâm, em hát đi. Thằng nhỏ nó sẽ nhảy, nó múa. 2, 3. Cùng rửa tay xoa 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 đều. Đừng chó tay lên mắt môi miệng. Ủa Lâm, em hát bài gì Lâm? Lâm khoan. Khoan. Một cái chanh cho em. Mày vô ăn chanh liền. Đúng rồi anh Lâm. Kìa, đúng rồi, nó nói là ghen Covid đúng rồi. Ghen Covid đúng rồi. Cái vấn đề. Trò chơi này mới nhảm quá anh ơi, nhảm nhí quá. Thôi bây giờ không có. Khoan Hiệp. Hiệp ơi. Thằng trợ lý nó nhảy sai là do Lê Dương Bảo Lâm hát sai. Hát sai melody. Em mà không từ tính nó thằng Lâm nó mất mấy gì mà gà tôi đang đứng về phía bạn. Ok. Đừng có làm như vậy nghiệp cuộc. Bây giờ mình chơi trò mới. Mình chơi trò mới. Không cứ ăn chanh đi đó. Ăn chanh. Ăn chanh đi. Ăn chanh đi nè. Rồi tối nay em thức trắng đêm nha Lâm. Lâm ơi, bây giờ nãy giờ em thử thách anh Hiệp với anh Thắng rồi đúng không ạ? Bây giờ anh Hiệp với anh Thắng sẽ thử thách em. Mọi người ơi, mọi người đồng ý không? Nếu mọi người đồng ý chia sẻ giùm em, chia sẻ mạnh mẽ giùm em. Bây giờ em và bác Thắng sẽ thử thách Lê Dương Bảo Lâm. Mọi người đồng ý không ạ? Đồng ý không? Cho em xin comment chứ đồng ý hoặc chia sẻ giùm em ạ. Lê Dương Bảo Lâm rất là nhiều tài. Tôi biết anh chàng còn biết múa lửa nè. Là hóa trang thành những nhân vật nè. Rồi có thể là thu hút, coi như là người có khiếu ăn nói mà đứng nói ơi là nói mà không bị vấp, mà kiểu như là chốt đơn mà toàn quốc được luôn, chốt hết được luôn. Nên bây giờ là Hòa Hiệp có cái idea nào mà để cho Lê Dương Bảo Lâm mà không thể thực hiện được hay không? Không, bây giờ trước khi mà mình thử thách cho Lê Dương Bảo Lâm cho đọc comment cái gì được. Cái thằng mà nhảy Lê Dương Bảo Lâm hát là độc rap là sai, là ăn chanh đúng rồi. Mà cái thằng nhảy cũng sai, cho nên nó ăn chanh luôn. Rồi cái thằng nói vô ăn chanh, cái thằng hát vô ăn chanh liền. Cái điệu nhảy người ta nổi tiếng cả thế giới như vậy mà nó nhảy đâm bang. Đúng rồi. Anh bắt Thắng nhảy nhảy không? Bắt Thắng nhảy không? Không, nhảy. Thôi mình qua chơi trò mới đi anh ơi. Okay. Rồi, ok, chơi trò mới nha. Bây giờ anh sẽ thách thức Lê Dương Bảo Lâm nha. Thách thức gì? Bây giờ kêu lưu tôn. Đúng rồi. Bây giờ ba đứa mình chơi. Nè, anh Thắng hát trước xong anh chỉ con số cho em hát, để em chỉ con số cho anh Hiệp hát. Ai mà không hát được thì không canh nữa. Anh hát đầu tiên đúng không? Mọi người đồng ý không ạ? Rồi bây giờ anh Hiệp nè, anh Hiệp thách đấu con số mấy anh Thắng đi. Anh Hiệp trước nè. Thách anh Thắng số mấy? Anh kêu trước đúng không? Anh kêu trước đúng không? Anh thách anh Thắng số mấy? Anh kêu anh Thắng đó hả? Anh thách rồi, đi anh thách giờ. Rồi Thắng số 12. 12 12 là vần ai? 12 là vần ai?
năm. Cờ ra con mấy còn mấy cờ ra, mấy cờ ra, cờ ra mà con mấy còn mấy cờ ai. Ai 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 con 12, con 12. Ủa anh ca sĩ hả? Trời ơi mắc, trời. Em mắc cười quá. Mà em phải công nhận anh là có một cái bài ai 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 không? Như ngày xưa nhóm mắc nhóm mắc Ngọc hát. Em được lẽ ăn liền hoặc là hát đàng hoàng. Ủa tin nó bằng ai thì thôi chứ em ngộ á. Ủa bài có ai ai ai. Ai 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 ai. Bài đó ngày xưa có mắt Ngọc hát, có hát thật sự luôn. Nè, đó Tường Hà nó đúng rồi, đúng rồi. Bài đồng ý. Ăn chanh gian lận, ăn chanh liền, anh ăn liền. Ủa vậy là bài hát nó không được tính hả? Không được tính anh ơi. Lẹ. Rồi. Ok. Từ cờ ra con mấy con mấy cờ ra, mấy cờ ra, cờ ra mà con mấy cờ ra. Nhất dương chỉ nhị thiên đường, 12 bà mụ vẫn chưa có ra. Đúng không? Vẫn chưa có ra. Có ra. Rồi trời hai. Khùng quá. Vẫn ai với ra 12. À, chưa ra 12. Ăn đi thua rồi, anh thích đấu em. Ở dưới quê làm ăn mà hổng kha, em lên Sài Gòn em bán rau răm, bán rau răm em bán một hồi lỗ nhăn răng. Con 12, con 12 đúng không? Anh lẽ không nói nhiều, mình lớn rồi, mình đàn anh trong nhà. Em kể em có cái chữ. Em ăn lẹ vỏ chăm, nuốt luôn cái vỏ chăm cho em. Có thì có thôi, gì đó dễ mà, dễ thôi. Rồi, anh thách đấu em số lẹ. Ừ, để coi. Cái số nào mà lắc léo bay. Số 10. 10 vậy ạ? 10 hả? Số 10. 10. À, chim kêu, chim kêu, gian rừng suối gọi ta, lên đường nặng trĩu hai vai, qua mai vàng chén lá nguy trang. Chưa ra nha. Nên đừng ước dài. Ta lên đường theo dòng quân, từ ngày đô thị dùng lên, chị em mình đi tái đàn, không à, có con số 10. Tan tình tan. Tự ăn luôn hả? Hòa hiệp số 1. Đúng rồi. Số 1. Dễ ẹt luôn. Số 1 không có bài gì mà dễ. Bài không gì mà dễ. Không nha. Trời, ý nhốt, ý nhốt. Con số 1, con số. Đó. Hòa hiệp. Đó, được không? Không, ý không nhột, hề. Ý nhốt, con số 1. Không. Cái đó là do tôi nhắc bài đủ được tính. Mình đúng rồi. Gọi bài thôi, đúng rồi. Rồi. Trong ngôi nhà hoang dường như có ma nó lú đầu ra làm em hết hồn. Con ma đầu đinh hàm răng trắng tinh nó lú đầu ra làm em cái giật mình. Con số 1, con số 1. Ê, chứ vần in là số 9. Vần in là số 9 chứ sao số 1? Nghiệp quật à. Chanh rồi đố ra con số lẻ nè. Lẹ đi, ăn miếng chanh đi cưng. Ăn miếng rồi. Chanh. Hát đâm ban vậy là sai trái nha. Rồi ơi. Trời ơi, chua chanh ở đâu mà chua dữ. Trời. Em phòng thủ trước, lỡ em thua thì em có cái mà em ăn được liền. Trời ơi, nó chua khủng khiếp luôn á trời. Ơi. Rồi. Con số 18. 18, 18. 8 là vâng, am. Ba. Ở dưới quê làm ăn mà không kha, em lên Sài Gòn em bán rau răm. Con rau răm là số 5. Bán rau răm em vẫn không kha, em lên Sài Gòn số 8. Số 8 là vẫn am. Am là cái gì vậy? Am. Am là cái am đó. Thua cái am. Cái am nhốt anh vô. Cái am nhốt bắt anh vô. Ở giữa trần gian gian nó nhốt cái am á. Nhốt anh vô cái am đó.
rồi đăng số cho em lẹ. Ủa số 8 là số là chữ gì vậy? Số 9. Số 9 à? Buồn cơn lá rơi thùng hàm ơi. Đường dài mình quanh không tới nơi. Mây nước buồn cơn lửa binh. Số 9, binh. Số 9. Ê, 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 lắng nghe nào. Tính ra là em hát đúng luôn. Tính ra là em hát đúng luôn. Mà em ngắt giữa chừng là em bị sai. Chưa, em chưa hát xong. Không hề. Không, em đa số rồi. Em đa số rồi. Em đa số rồi. Em đa số rồi, em sai nha. Em đã kêu đa số rồi Lâm à. Cái tội mà ham, ham đa số. Hát nguyên 4 câu là vô số 9 bà rồi. Ok. Khóc than riêng em một mình. Bụng trình hình còn số 9 là được rồi. Cái bụng gì trình hình anh phùa hoài mà anh. Cái bụng gì trình hình anh. Bụng một muối của anh. Anh nói cái bụng anh nó tức nghiệp với trọng. Nó tụ cái nghiệp trọng. Anh nói là anh hả. Đa số liền. Nó cười quá rồi nãy giờ nó cười. Hòa hiệp 386. 86 hả? Đúng rồi. Áo hả? À, áo. 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 Gì? Bảy, bá thắng bậy bạ không? Tuy nhiên áo áo con số 6. Con số 6 hả? Này 66 hả? 68. 68. 68. Lắm. Chỉ cần lấy số 8 thôi. Ừ. 8. 8. Ừ. À, 8. Ừ thì 8. Ừ. 4. 4 hả? 3, 2, 1, vô, không được thì thôi, thua. Thua. Trời, từ từ đi, chưa gì hết mà. Chiếc áo bà ba lâu ngày em không mặc. Phải nha, anh nè, anh hát là nhạc sĩ ta thiệt nha. Tà, đúng rồi. Anh ơi, anh ca sĩ chuyên nghiệp nha. Anh hát mà anh chế lời người ta, rồi nhạc sĩ người ta kiện một cái là nói sao xui. Chí sáu tám hát sao? Chí sáu tám em hát sao? Em hát nghe coi. Chí sáu tám hát bài gì? Bà con ơi ra đây mà coi. Dạ. Gì? Ra đây mà xem con gì nó nằm trong hang á. Ra mặt. Đó là con cốc. Con cốc. Ê, con khoan. Cốc nó nằm trong hốc. Nó đưa ra lưng ra mặt. Đó là cốc con. Ra đây mà xem con gì nó nằm trong hang. Tới sáng. Đó là con khỉ. Con khỉ. Con khỉ. Con khỉ. Con khỉ. Con khỉ 68. Có thấy mình vô chi không? Rồi có. Rồi có thấy nó anh phát hiện ra chữ số 8 rồi. Nó phần am. Anh vẫn hát lại bài hát cũ của anh. Là cái am của anh, cái am của anh chui vào am liền. Hòa hiệp ăn không. Hòa hiệp ăn không. Đúng rồi, hòa hiệp vẫn phải ăn, hòa hiệp thì vẫn phải ăn nhưng mà anh hát cái ra số 8 nè. Ở dưới quê làm ăn mà hổng ra. Em lên Sài Gòn em bán bánh cam. Còn số 8 sau 18. Ca sĩ có một làm một bài làm hoài. Diễn viên có thạo. Có một bài khá. Anh nhắm anh hát bài này anh làm ăn khá được không anh Thắng? Không có nhiều. Có một bài hát từ đầu tới cuối nha. Bài hát rồi rồi. Bài hát ăn liền nuốt liền miếng chanh. Đúng rồi. Đừng có giả lả như vậy không có nên nha. Ừ. Hey, wow, dễ thương quá trời quá đất rồi quý vị ơi. Hôm nay tôi nói nhiều cái cung bậc cảm xúc, những câu chuyện rất là thú vị, những câu chuyện rất là nhân văn và ý nghĩa. Và những trò chơi cũng rất gọi là hết mình và bựa hết sức luôn. Thì bây giờ là chương trình cũng đã gần hết rồi. Không biết anh Hiệp cũng như anh Thắng có thông điệp gì muốn gửi đến tất cả mọi người đang xem live stream, cũng như là có chia sẻ nào đối với mọi người trong cái thời gian khó khăn này không ạ? Ok, để tranh thủ trước khi hết cái thời gian thì Thắng cũng muốn chia sẻ mọi người rằng là mọi người ơi hãy tuân thủ hết tất cả những gì nhà nước đưa ra, ai ở đâu ở yên ở vị trí đó, có chuyện gì thì cứ alo cho tổng đài, sẽ có những người hỗ trợ mình ha. Rồi tiếp theo nữa là hãy cung cấp thật đầy đủ những vitamin. Mình có thể là pha nước chanh uống, mình có thể là ra tắm nắng một tí xíu ngay ngoài cửa sổ để có vitamin D đó. Những cái gì mà nhỏ nhặt nhất mình nếu như làm được mình cứ làm, mình tập hít thở, mình tập thể dục ở trong nhà, mình làm những ken khuất giống như là nấu ăn. Nếu nấu mà cơm sống như bá Thắng thì vẫn ăn bình thường, mình lấy cơm mình chiên lên nó vẫn chín như mọi người. Dạ, đó là những năng lượng tích cực mình tạo những niềm vui chia sẻ thôi, nói chơi vậy thôi chứ với cái thời gian đang giãn cách như thế này thì chúng ta đang
đang có được những cái thời gian thật là quý báu ở bên cạnh những người thân yêu của mình. Chúng ta hãy trân trọng những giây phút ấy và chúng ta hãy chia sẻ với nhau những nụ cười hơn là những cái điều cay nghiệt trong cuộc sống này. Hãy luôn luôn nở nụ cười nha mọi người. Rồi, xin mời các bạn rất là nhiều. Và sẵn đây thì Hòa Hiệp cũng cảm ơn chương trình cũng như là cảm ơn Lê Dương Bảo Lâm. Thì trong cái giây phút này cái tinh thần nó quan trọng lắm Lâm ạ. Cái tinh thần nó quan trọng lắm. Và em và cũng như là chương trình, ekip chương trình đã đem một cái gì niềm vui đến cho tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình của chúng ta. Tại vì cái mùa giãn cách này thì ai cũng đang ở yên một chỗ. Và chắc chắn có nhiều người bị F0, có nhiều người bị F1 đang bên cách ly. Nhưng mà nếu như mà họ coi được cái chương trình này thì họ cảm thấy họ quên đi cái con Covid đó đi. Tại vì trong cái con Covid này á, tinh thần nó quan trọng lắm quý vị. Tinh thần quan trọng lắm, mình chỉ cần vui lên. Mình cứ lúc nào mình cũng nghĩ mình sẽ chiến thắng con Covid này. Mình sẽ hết bệnh, mình sẽ chiến thắng nó thì mình sẽ hết bệnh nha. Còn nếu như mà chúng ta không có tích cực á, thì chúng ta cứ hoang mang, chúng ta suy nghĩ thì nó làm cho hệ miễn dịch của chúng ta giảm xuống. Đó, cho nên hy vọng là Lê Dương Bảo Lâm cũng như là chương trình sẽ làm nhiều chương trình thiệt là vui, đó, là thật là ý nghĩa đem đến cho tất cả quý vị khán giả trong những cái ngày giãn cách như hiện nay. Và mọi người ơi nhớ nha, nhớ chúng ta đang vô trận chiến cùng với nhà nước, cho nên mỗi người sẽ là một chiến sĩ. Chúng ta hãy cùng chung tay với nhà nước để chiến thắng đại dịch lần này nha. Chỉ cần cố gắng chúng ta sẽ vượt qua. Và mong là tất cả quý vị khán giả đang theo dõi livestream của Lê Dương Bảo Lâm cũng như là của chương trình luôn luôn nhiều sức khỏe và đánh bại con Covid Corona. Và mọi người nhớ là thực hiện đúng 5K và lúc nào cũng yêu đời, thoải mái, sảng khoái dù chúng ta là F0. Dẫu gì chúng ta dù F0 nhưng chúng ta luôn luôn mình nghĩ trong đầu mình sẽ chiến thắng nó. Không bi quan, không hoang mang và không được nghĩ những cái gì tiêu cực nhất, mà mình hãy nghĩ những cái gì tích cực nhất. Và mọi người ơi hãy nhớ hết sức cẩn thận, hết sức đề phòng, thì con Covid này không ở đâu xa, nó luôn luôn ở bên cạnh ta. Chúng ta hãy luôn luôn nghĩ mình là F0 để mình luôn phòng ngừa nha, thực hiện đúng 5K. Và Hòa Hiệp tin rằng với sự cố gắng của tất cả chúng ta sẽ vượt qua đại dịch lần này. Dạ, cảm ơn anh Hiệp như anh Thắng rất là nhiều. Bây giờ xin mời hai anh cũng như là tất cả khán giả hãy cùng xem một đoạn clip sau đây. Đó chính là cái tình cảm mà Bảo Lâm cũng như là anh Hòa Hiệp cũng như anh Ba Thắng dành tặng cho mọi người. Xin mời mọi người xem đoạn clip ý nghĩa sau đây. Xin mời ạ. Mọi người ơi, đất nước chúng ta đã trải qua rất là nhiều khó khăn, rất là nhiều đường khổ, bà con đồng lòng và trận nào cũng chiến thắng. Và trận này cũng vậy, chắc chắn chúng ta sẽ đánh bại Covid. Thành phố Hồ Chí Minh cố lên, Bình Dương cố lên, Việt Nam cố lên. Nguyễn Minh chào tất cả mọi người. Mọi người cũng biết tình hình dịch hiện nay tại Việt Nam của chúng ta đang rất căng thẳng. Cho nên tất cả chúng ta hãy tự ý thức để bảo vệ sức khỏe cho mình, cho gia đình mình bằng cách là thực hiện đúng 5K. Mỗi người sẽ là một chiến sĩ cùng chung tay với nhà nước để chiến thắng đại dịch lần này nhé. Bình Dương ơi cố lên, Sài Gòn ơi cố lên, Việt Nam ơi cố lên để chiến thắng đại dịch lần này. Xin chào các bạn, chắc chúng ta ai cũng đều biết dịch bệnh đang lan tràn khắp nơi. Chúng ta hãy chấp hành mọi quy định của nhà nước. Cố lên Thành phố Hồ Chí Minh, cố lên Bình Dương, Việt Nam chắc chắn chiến thắng. Yeah, chúng ta sẽ cố lên nha. Bây giờ chương trình xin chào anh Thắng cũng như là anh Hiệp rất là nhiều. Chúc anh hai anh thật là nhiều sức khỏe và hẹn gặp hai anh ở một chương trình gần hơn, nhưng mà không phải online như vậy mà chúng ta sẽ gặp nhau trên sân khấu nha. Chúc anh thật là nhiều sức khỏe. Chào tạm biệt. Rồi Lâm cũng giữ gìn sức khỏe cũng như là ekip chương trình cũng giữ gìn sức khỏe và tất cả bà con cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình cũng nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Tạm biệt hen. Các bạn ơi, như vậy chúng ta cùng trò chuyện về những câu chuyện rất là thú vị của anh Hiệp cũng như là anh Thắng. Và bây giờ xin mời mọi người hãy xem những đoạn tin tức tích cực của ngày hôm nay ạ. Xin mời ạ. Hai mươi ba giờ tối ngày 22 tháng 8, các phường xã đã đồng loạt làm lễ xuất quân. Sau lễ xuất quân, hàng chục nghìn cán bộ chiến sĩ quân dân tự vệ đã tả về các phường xã thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ chính quyền địa phương chống dịch COVID-19. Quân đội sẽ tham gia vào các nhiệm vụ thành lập tổ y tế cơ động, làm nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm,
tiêm vaccine, tư vấn hỗ trợ điều trị F0 tại nhà, tổ chức tuần tra, chốt chặn tại 12 chốt kiểm soát cấp thành phố và 251 chốt, trạm, quận, huyện. Đồng thời, lực lượng quân sự cũng hỗ trợ 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức triển khai gói an sinh đi chợ giúp dân, kết hợp tuyên truyền người dân trên địa bàn. Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, không ít người dân gặp khó khăn trong việc lo mai táng cho người thân không may bị mất. Để giảm bớt gánh nặng cho cơ quan chức năng, nhiều nhóm thiện nguyện đã thành lập đội mai táng miễn phí để hỗ trợ mai táng cho người mất trong mùa dịch. Bất kể là ngày hay đêm, chỉ cần có cuộc gọi, các thành viên đều sẵn sàng lên đường. Chị Giang Thị Kim Cúc, trưởng nhóm thiện nguyện Giang Kim Cúc và những cộng sự cho biết, việc hỗ trợ này sẽ không giới hạn là người giàu hay nghèo. Hễ ai gặp khó khăn, trong khả năng của chúng tôi đều giúp. Người dân cần giúp đỡ có thể liên hệ qua các số hotline 0705 705 115, 0947 105 115, 0788 686 970. Tối ngày 22 tháng 8, diễn viên Anh Đức đã chia sẻ quá trình 21 ngày chống chọi với Covid-19 trên trang cá nhân. Anh nhận được lời chúc mừng, động viên của khán giả và bạn bè đồng nghiệp. Sài Gòn vừa ghi nhận thêm ca F0 tự cách ly và tự khỏi, đó chính là tôi, Anh Đức viết. Bị sốt và phát hiện mắc Covid-19 từ ngày 1 tháng 8, anh Đức bình tĩnh cách ly và điều trị tại nhà. Anh cũng chia sẻ hai kinh nghiệm quý báu, tinh thần lạc quan và sự giúp đỡ từ bạn bè thân thiết. Trong đó, có vợ chồng Trấn Thành và Harry Won đã gửi rất nhiều đồ ăn cho anh. Tiếp theo việc điều trị F0 tại nhà, đài tiếng nói Gen V sẽ chia sẻ khuyến cáo khi cách ly F0 tại nhà theo Bộ Y tế. Xem những thông tin tích cực ngày hôm nay và một người anh của Lâm cũng vô tình bị mắc Covid, nhưng mà vì cái tinh thần lạc quan cũng như là cái cách mà gọi là bảo vệ sức khỏe đó là khoa học, cho nên anh đã không còn và bây giờ hiện tại là âm tính. Rất là mừng quý vị nha. Và chương trình Đài Tiếng Nói Gen V xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian quý báu của mọi người cùng chia sẻ, ngồi lại và cùng xem và cùng comment những cái điều rất là tích cực đến với chương trình. Và mọi người ơi, chương trình bây giờ cũng đã kết thúc rồi, và mọi người nhớ khung giờ phát sóng của chương trình Đài Tiếng Nói Gen V được phát sóng lúc 19 giờ thứ hai và thứ năm hàng tuần trên kênh của Lê Dương Bảo Lâm cũng như là những kênh fanpage và YouTube của V Network. Và ngày mốt có nghĩa là chúng sẽ bỏ một ngày, hai ngày, thứ ba, thứ tư, thứ năm chúng ta sẽ tiếp tục gặp gỡ nhau vào lúc 19 giờ những quý vị nha. Nếu như bây giờ mọi người yêu thích nghệ sĩ nào và muốn kết nối với nghệ sĩ nào thì mọi người cứ mạnh dạn comment, Lâm sẽ cố gắng và mời đến đây để phục vụ tất cả mọi người. Và quý vị ơi, chương trình Đài Tiếng Nói Gen V kết thúc tại đây. Chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe và hẹn gặp mọi người ở thứ năm tuần này những quý vị nha. Và bây giờ xin chào và hẹn lại. Tạm biệt mọi người.